Chào cả nhà đến với kênh channel MC Thanh Mai. Chào cả nhà, hôm nay Mai sẽ chia sẻ một chút làm sao, làm thế nào để có thể quay ngược lại sau 30 năm lại có một cái sự giữ được và lại có cái sự thay đổi như vậy. Công nghệ U-Therapy là công nghệ mà đi bằng sóng siêu âm hội tụ để tạo ra những cái năng lượng ở cái nhiệt độ từ 60 độ C để kích thích tăng sinh collagen, elastin và săn chắc cơ. Cả nhà có thể nhìn đây là hình ảnh của cô Nga trước khi mà mình điều trị U-Therapy. Đây là một cái cổ mà cái dấu hiệu lão hóa rất là rõ rồi. Những cái đường làm cổ này rất là rõ ha. Đồng thời cái việc đổ cơ chảy xệ của cô nè, làm cho cái cổ cô nhìn vào cái ấn tượng đầu tiên mình thấy sẽ là kém săn chắc. Thứ hai là cái màu da cổ của cô khá là tối. Nên là khi mà bác sĩ khám cho cô đã tư vấn cho cô là thực hiện liệu trình U-Therapy vùng cổ để cho cổ của cô duy trì tái tạo lại cái nét thanh xuân ngày xưa, và đồng thời là kích thích collagen và nâng cơ cho cô tối đa. Dạ, bác ơi, bác có thể chia sẻ là hiện tại chị thấy của chúng ta sử dụng số lai bao nhiêu không ạ? Số lai cho vùng cổ thì chị thích đang sử dụng khi nói số lai là 364 lai cho vùng cổ. Còn vùng ngực thì mình sử dụng 600 lai cho vùng ngực. Dạ, vậy là mình sẽ có là một gói là mình có 364 lai cho vùng cổ này. Rồi cùng thì mình có 600 lai. Thì nếu mà như mà các khách hàng của BB, nếu mà tình trạng giống như chị khách của chúng ta ha, đây là lão hóa, cái da nặng hay là vừa vậy bác? Cái này thì ở vùng cổ thì lão hóa cũng khá là nhiều. Còn vùng ngực thì nếp nhăn cũng rất là nhiều. Và cái khoảng nhăn ở vùng ngực rất là rộng, cho nên là bác sĩ chỉ định cho vùng ngực nhiều hơn là 600 lai. Còn vùng cổ thì mình sử dụng 364 lai. Và U-Therapy thì có rất là nhiều tip khác nhau, bởi vì da của chúng ta không phải là một mặt phẳng, mà da của chúng ta có những phần, ví dụ như chúng ta rờ trên trán đi thì nó sẽ không có sâu, mà rờ vùng má chúng ta, nếu mà chúng ta đụng vùng má chúng ta thấy là ấn vào thì thấy sâu hơn. Do đó là cái độ dày ở từng vùng da khác nhau, chính vì vậy mà có những cái vùng tiếp khác nhau để đi vào độ nông cũng như là độ sâu cho phù hợp. Cơ bản thì có 5 cái đầu tiếp, chẳng hạn như đầu tiếp là thông thường mà chúng ta sử dụng nhiều nhất là đầu tiếp 4.5 và 3.0. 4.5 là đi đến 4.5, tính từ bề mặt da xuống sâu là 4.5mm, sâu ở dưới da, đây là lớp cơ để giúp cho chúng ta săn chắc cơ. Rồi một đầu tiếp nữa như Mai vừa mới chia sẻ, 3.0 là đi tính từ bề mặt da xuống 3.0, là đây là lớp collagen và elastin. Như vậy sẽ tạo tác động vừa cơ và collagen elastin sẽ được kích hoạt. Rồi ngoài ra thì còn có những cái đầu tiếp như là 1.5. 1.5 thì là nằm trên, tính từ bề mặt da xuống 1.5mm, thì đây là cái lớp thượng bì, cũng giúp cho làn da của chúng ta được săn chắc. Như vậy da của chúng ta nếu như muốn đẹp thì phải được chăm sóc ở nhiều lớp khác nhau, do đó cần nhiều đầu tiếp khác nhau và nhiều cái tiết diện da rộng nhỏ khác nhau, cho đó là nhiều cái loại đầu tiếp kích cỡ, tiết diện lớn hay nhỏ để có thể đạt được mục tiêu tối đa. Thì đầu tiên khi mà chị khách đến chúng ta thì vấn đề chủ yếu trên trước đây thì chị cũng đã điều trị U-Therapy trong vùng mặt rồi và rất là hiệu quả. Thì chị có đến và chia sẻ là chị cũng bị nhăn rất là nhiều ở vùng cổ cũng như ở vùng ngực, thì bác sĩ quyết định là cho chị làm U-Therapy cho vùng cổ và vùng ngực luôn. Thì vùng cổ thì mình sử dụng 364 lai, mình điều trị chủ yếu là tập trung hai bên cổ cũng như là cái vùng nọng cho chị, để dạ, thứ nhất mình làm giảm cái nọng hơn một chút cho chị, cái khuôn mặt nó sẽ thon hơn, đồng thời nó sẽ giảm những cái nếp nhăn. Mọi người thấy là những cái nếp nhăn ở cổ sau khi mình điều trị xong thì nó cũng giảm đi rất là đáng kể, cái vùng nếp nhăn ở cổ. Và sau khoảng 2 tháng thì cái nếp nhăn của mình nó sẽ biến mất nhiều hơn, thì cái nếp nhăn, cái da mình sẽ căng lên nhiều hơn do cái sự tăng sinh collagen trên cái vùng da cổ khi mình tác động cái sóng therapy lên. Ngoài ra thì mình nhìn cái vùng ngực mình cũng có thể thấy là cái vùng ngực nó căng hơn rất là nhiều, để đáp ứng vùng ngực rất là rõ rệt. Cái vùng ngực trước khi chị đến thì cái vùng nếp nhăn ở ngực làm cho chị mất tự tin rất là nhiều khi mà mình mặc những cái áo ngắn, thì chị có chia sẻ là chị không có tự tin nhiều, thì bác sĩ sau khi điều trị cho chị thì mình thấy là cái hiệu quả nó rất là rõ rệt. Và cũng như vùng cổ, cái sự tăng sinh collagen nó sẽ có nhiều hơn sau khoảng 2 tháng. Thì sau 2 tháng mình thấy cái da nó sẽ căng nhiều hơn, giảm nếp nhăn nhiều hơn. Sau khi mình làm xong thì mình cảm nhận như nào chị ạ?
chị thấy chị thấy sau khi chị làm xong rồi cái dùng da của chị nó cổ với ngực nó không còn nhăn li ti nữa, nó sáng lên, nó căng lên, thấy nó trẻ ra, chị rất hài lòng. Tại vì cái làn da của trước khi chị làm đó nó rất là nhăn, và bây giờ thì làm xong rồi chị thấy nó trắng sáng lên và nó không còn những cái vết nhăn li ti nữa. Cảm ơn chị thấy rất là trẻ, nó hợp với cái gương mặt của chị. Chị có thể mặc được những áo cổ rộng. Hiện tại là mình đang điều trị với chị khách hàng của chúng ta thì hôm trước đã làm monotherapy mặt rồi. Thì chị thấy có cái hiệu quả tốt, nên là da săn chắc lên tốt. Thì hôm nay thì chị tới là chị quan tâm đến cái vùng nọng cổ, vì chị có cái nọng cũng hơi lớn. Thứ hai là cái da cổ bắt đầu có dấu hiệu là da có dấu hiệu nhăn, có dấu hiệu trùng rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm monotherapy để làm trẻ hóa vùng cổ và làm giảm bớt cái nọng cổ của chị. Là mình sẽ điều trị bao nhiêu like bác ạ? Thì hiện tại với số like của chị thì mình sẽ điều trị là 500 like, 450, 500 like cho vùng cổ, cho vùng cổ nọng, đúng ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh MC Thanh Mai và cái vlog Utherapy này. Nếu như cả nhà chúng ta mà thấy hay, thú vị thì đừng quên là subscribe cũng như là like cái video này. Và nếu như còn có những cái thắc mắc, những câu hỏi hoặc là những mong muốn những cái thông tin khác hơn thì đừng quên là comment để Mai có thể đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta nhé. Một lần nữa cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.